Sáng ngày 14 tháng 12, trưng bày vẽ bản đồ rồng Việt Nam trong mắt các nhà làm bản đồ Hà Lan do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam đã bắt đầu mở đón khách tham quan. Hoạt động được thực hiện nhân dịp kỷ niệm hơn 400 năm giao lưu nhân dân và 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cách đây hơn 400 năm, họ đã cập cảng ở phố Hiến, Hưng Yên, rồi là Hội An để buôn bán. Thì như vậy là cái giao thương hai bên đã có từ những năm đó. Và cùng với cái giao thương này là những nhà bản đồ, họ đã vẽ nên những cái bản đồ này. Vì vậy những bản đồ này nó mang ý nghĩa lịch sử rất là quý giá. Trưng bày vẽ bản đồ rồng Việt Nam trong mắt các nhà làm bản đồ Hà Lan giới thiệu loạt bản đồ có phần lãnh thổ Việt Nam ở nhiều thời kỳ trong hơn 400 năm qua. Các tư liệu này được người Hà Lan vẽ và đã xuất bản tại nhiều quốc gia, gồm hải đồ dùng trong điều hướng hàng hải đến tập bản đồ Atlas, phản ánh phần nào sự thay đổi chính trị và địa lý của một số nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Được quốc tế công nhận về trình độ khoa học nói chung và làm bản đồ nói riêng, người Hà Lan cùng những sử liệu bản đồ của mình không chỉ giúp ích cho các nhà chuyên môn và giới nghiên cứu, mà còn có giá trị lịch sử vô cùng quan trọng về lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Trong khoảng 500 năm trở lại đây thì Hà Lan là một cái cường quốc biển. Và cùng với cái sự phát triển của cường quốc biển thì Hà Lan là một trong những trung tâm hàng đầu của thế giới về khoa học về bản đồ. Và điều đặc biệt là trong số cái di sản bản đồ rất là quý đó đấy thì có hàng trăm các cái bản đồ về Việt Nam trong khoảng độ gần 400 năm vừa qua. Và những cái bản đồ này thì thực sự mà nói nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ phục vụ cho các vấn đề về khoa học, về lịch sử mà hiện nay nó có thể có những cái đóng góp rất lớn vào cái nghiên cứu và khẳng định cái chủ quyền của đất nước, đặc biệt là các cái vùng lãnh hải và lãnh thổ. Cho nên là nhân cái dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan thì nhà trường chúng tôi thì tổ chức cái trưng bày cái bản đồ này. Và tôi nghĩ đây là sẽ là những cái đóng góp rất là thiết thực cho cái vấn đề, các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay. Trưng bày vẽ bản đồ rồng Việt Nam trong mắt các nhà làm bản đồ Hà Lan được chia thành 4 nội dung. Phần 1, hải đồ và công ty Đông Ấn Hà Lan. Phần 2, Việt Nam trên những tập bản đồ Hà Lan thời kỳ đầu. Phần 3, bản đồ minh họa sách. Và phần 4, Việt Nam trong những tập bản đồ sử dụng ở trường học trong thế kỷ 19. Sự kiện được tổ chức tại tầng 1, nhà E, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, địa chỉ 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, từ nay đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2023.